Em xin chào tất cả các bác đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay em lại tiếp tục series em khám phá một cái tổ tổ gì đấy nằm rất to luôn, tổ gì đợt lạ này cực kỳ to luôn, nó nằm ở trên cây cây thân cây này. Đấy, chứ không, cực kỳ to luôn, không biết to chưa, quay bên trên có xem này. Tổ này cực kỳ to này, không biết tổ này tổ gì này. Kì đúng lại to như các bạn nhìn nào, lạ chưa, to chưa các bạn, cực kỳ to này, các bạn nhìn nào, cực kỳ to luôn, ghê chưa, lạ chưa, cực kỳ to luôn, đừng lo cho vào trong. Quay bên dưới nó có xe này. To không? Không biết tổ gì đây, xa đây. Tổ này, trời xanh. Đã chưa các bạn?